xin chào các bạn đây là tất cả những thực phẩm mà mình sẽ đem theo để mình có việc mình rời nhà hai ngày à, đây là hai lọ smoothie mình đã làm ngày hôm qua và mình đã dùng buổi sáng sớm hôm nay thay cho buổi sáng của mình sau khi mình dùng nước ép cần tây buổi sáng ha còn đây là ba lọ smoothie mình mới làm tức thì luôn để dành ăn trong ba à, trong ngày hôm nay để thay bữa chính à, smoothie mình dùng bằng à, vitamin còn đây là trái cây, à, cà rốt, chanh, bí xanh, bắp cải tím mình sẽ để dành ép trong ngày hôm nay và ngày mai mình uống, mình ép bằng máy juicer ha. Còn đây là hai bị à, cần tây mình sẽ ép vào sáng sớm lúc bụng đói mình uống ha. Đó. Rồi à, sau qua, à, sau qua ngày hôm sau mình sẽ nấu cơm gạo lứt với trộn đậu bằng nồi instant pot mình ăn và đây là tất cả những gì mình sẽ đem theo hôm nay chúc các anh chị vui khỏe nhé